chiều 3 tháng 10, tại cuộc họp báo định kỳ quý năm 2019 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức, Đại tá Phan Thanh Tám, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã thông tin việc ông Kiều Đình Liệu, 61 tuổi, phóng viên tạp chí Luật sư Việt Nam bị hành hung dã man. Theo ông Tám, cơ quan công an đã xác định đối tượng đánh ông Liệu. Qua làm việc, đối tượng đã khai đầy đủ nhiều nội dung. Tuy nhiên, đây mới chỉ là lời khai một chiều của đối tượng. Cơ quan công an cũng đã liên hệ làm việc nhưng ông Liệu chưa đồng ý do sức khỏe chưa đảm bảo. Chính vì vậy, chưa thể đánh giá được chứng cứ, lời khai. Cũng theo Đại tá Tám, hành vi cố ý gây thương tích của đối tượng đã rõ ràng. Nhưng để xử lý thì phải căn cứ vào kết quả giám định thương tích mới có thể xử lý được. Cùng với đó, cơ quan công an phải làm việc với ông Liệu xem ông này có đồng ý cho giám định thương tích, có đề nghị khởi tố hay không. Nhưng do chưa làm việc được nên phải chờ sau khi làm việc mới có hướng xử lý tiếp theo, Đại tá Phan Thanh Tám nói. Như đã thông tin, chiều 26 tháng 9, tại một quán cà phê trên địa bàn thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, ông Liệu bị một nhóm đối tượng đánh dã man phải nhập viện cấp cứu với chẩn đoán chấn thương sọ não. Sau khi được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai, ông Liệu được tiếp tục được chuyển đi cấp cứu tại thành phố Hồ Chí Minh.